hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái series combo trọn gói để nuôi các bé hamster nha các bạn. Ở tập 1, tập 2, tập 3 thì mình đã giới thiệu về combo trọn gói để mà chúng ta nuôi được một bé Winter White, hai bé Winter White và một bé Bia nha các bạn. Nếu các bạn chưa xem được video thì hãy quay lại kênh YouTube của mình để xem nha. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái combo cơ bản nhất. Khi mà chúng ta tiến hành nuôi hai bé Bia sẽ có giá trị tiền là bao nhiêu nha các bạn. Cái này thì mình chỉ để giá tham khảo thôi, còn tùy thuộc vào cái sở thích của mỗi bạn hoặc là tài chính của mỗi bạn mà các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái chiếc lồng hoặc là cái sở thích của mình như là lốc chuồng chẳng hạn nha các bạn. Khi mà các bạn quyết định nuôi thì chúng ta nhất thiết phải là mua được hai bé Bia ha. Bé Bia bên mình thì sẽ có giá đồng giá là 50.000 một bé nha các bạn. Trên tay mình đây sẽ là bé Bia nha các bạn. Bia này là bay Bia bà sữa nha. Bạn đang ngủ mê luôn nè. Hai bạn dậy quay video nè. Ngủ mê luôn nè. Cưng xỉu. Ngủ mà chồng dậy không dậy luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn nuôi mà để sinh sản thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một bé đực và một bé cái nha. Còn là nếu mà mình nuôi để giải trí thì các bạn nên chọn hai bé đực hoặc là hai bé cái nha các bạn. Dòng hamster thì nó rất là sinh sản rất là dễ luôn. Cho nên là nếu mà các bạn cảm thấy mà mình chăm được các bé nhỏ thì các bạn hãy nuôi một cặp nha. Còn không thì mình sẽ lựa chọn hai bé cái hoặc hai bé đực. Ê, dậy con. Ôi là trời, ngủ đi. Ngủ mà mê luôn nha các bạn. Bia thì nó có rất là nhiều màu luôn nha. Nhưng mà bên shop mình sẽ bán đồng giá là 50.000 một bé nha các bạn. Ở hộ một bé Bia thì chúng ta sẽ cần bỏ là 100.000 nha. Thứ hai sẽ là lồng. Bia thì nó sẽ thường là các kích thước tạng to nè. Lớn con hơn Winter White và Robo. Cho nên là để tạo được cái môi trường thoải mái cho các bé sống thì các bạn nên lựa cho mình những chiếc lồng từ 47cm trở lên nha các bạn. 47 này, 60, 80 rất là nhiều loại kích thước, nhưng mà nhỏ nhất sẽ là 47cm để phù hợp cho hai bé Bia nha. Trên tay mình sẽ là chiếc lồng tên gọi là lồng mèo nha các bạn. Lồng này sẽ có full phụ kiện luôn, nhà ngủ, tầng lửng, chiếc ăn, que chạy và bình nước nha. Que chạy này thì nó sẽ có kích thước là 14cm. Nó sẽ phù hợp với Bia Baby nha. Nếu mà các bạn nuôi Bia thì các bạn nên đổi que sau khi 1 đến 2 tháng tuổi thì các bé lớn rất là nhanh. Nên là các bạn hãy đổi que từ 18cm trở lên nha. Nếu mà các bé chạy cái que 14cm thì các bé sẽ bị gù lưng các bạn. Cho nên là các bạn hãy đổi cho các bé que từ 18cm trở lên sau khi mà các bạn đã mua được 1 đến 2 tháng tuổi nha các bạn. Việc lựa chọn Bia thì các bạn nên nuôi lựa chọn mà Bia Baby nó sẽ dễ thương hơn và nó sẽ dễ thuần phục hơn là Bia trưởng thành ha. Tiếp theo sẽ là nhà tắm. Nhà tắm là sẽ là một cái vật dụng riêng biệt. Nên là khi mà chúng ta mua lồng thì chúng ta sẽ mua thêm một cái nhà tắm nha. Nhà tắm như thế này thì sẽ đủ cho hai bé Bia nha. Nhà tắm có nhựa này sẽ có giá là 30.000. Kèm với nhà tắm sẽ là cát tắm. Cát tắm bên mình thì cát tắm thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở đây là cát tắm thường 12.000 một ký. Nó sẽ có 5 màu mùi cho các bạn lựa chọn, đó là táo, dâu, hoa hồng, lavender và baby nha. 12.000 một ký. Tiếp theo sẽ là lốc chuồng. Lốc chuồng thì có rất là nhiều loại lốc chuồng luôn. Thì mình đang giới thiệu cho các bạn chọn một cái bô có cái giá trị rẻ nhất để cho các bạn tham khảo ha. Đây là lốc chuồng nén nha các bạn. Mùng cưa nén có giá là 20.000 một ký nha. Cuối cùng sẽ là thức ăn. Thức ăn này là thức ăn trộn cơ bản bên mình, sẽ có giá là 20.000 cho 500g một bịch như thế này, sẽ được hút chân không nha. À,
Trong này sẽ toàn bộ là sẽ là các hạng mục cấp nè, rồi thêm hướng dương, cấp nổ, cấp xanh dẹp, vân vân nha các bạn. Rất là ngoài ra thì ngoài thức ăn cơ bản thì bên mình còn có các loại barbie nè, hải sản, bầu, bò bé, rất là nhiều loại luôn nha, và có rất là nhiều cái thức ăn dặm cho bé nữa. Vậy là để mà mình nuôi được một bé, nuôi được hai bé bia và trọn bộ cái combo thì chúng ta sẽ cần tốn 500.000 nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho các bạn nắm. Thứ nhất là hai bé bia 100.000, lòng 47cm 320.000, nhà tắm 30.000, cát tắm 12.000, thức ăn 20.000, lóc chuồng 20.000 nha. Tổng giá trị combo sẽ là 502.000. Nhưng mình sẽ tính chẳng là 500.000 cho dễ các bạn ạ. Shop mình sẽ ở địa chỉ là 822 Trần Văn Dầu, Tân Tạo A, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Link Shopee là shopee.vn sẽ bên đây Hunter 1991 nha các bạn. Em mình có giao hàng trên toàn quốc luôn nha, theo cơ phí giao hàng tiết kiệm. Nếu mà các bạn ở gần thì các bạn hãy ghé shop để ủng hộ, còn nếu mà các bạn ở xa thì các bạn hãy mua cái combo này để qua cơ phí giao hàng tiết kiệm ha, hoặc là mua lẻ từng món trên Shopee. Hiện tại trên Shopee mình thì đang có rất là nhiều chương trình giảm giá nè, free ship, extra và lớp vân vân, rồi ưu đãi thì follower rất là nhiều loại luôn, các bạn hãy ghé Shopee mình ủng hộ mình với nha. Bên mình thì bán giá rất là mềm luôn, hợp túi tiền cho tất cả các bạn. Như vậy mình đã giới thiệu xong trọn bộ combo khi mà chúng ta nuôi được hai bé bia nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực ra những video lần sau nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.